Ngoài anh xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn gần với bến xe Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Từ vị trí ngôi nhà này ra tới bến xe Nghĩa khoảng tầm 800m và thiết kế của ngôi nhà 5 tầng xây mới rất là hiện đại, hợp lý, được xây dựng độc lập một căn gần với lại ngay kia là đường ô tô và đây là ngôi nhà. Mọi người ạ, với hướng nhà là hướng đông nam, diện tích 31m, thiết kế và xây dựng 5 tầng ra sao. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong, còn một phần sơn cũng như dọn dẹp vệ sinh nữa thì quý vị có thể dọn đồ về ở được ngay ngõ trước nhà. Trước nhà nha mọi người thì được khoảng tầm 1,5m. Đây. Còn cách với lại có một nhà là ra tới đường ô tô tránh, cách 800m ra với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, phù hợp cho bác nào đi làm ở Hà Đông. Từ vị trí ngôi nhà này thì quý vị cứ lấy bến xe Nghĩa làm gốc thì quý vị có thể đi làm đo từ bến xe Nghĩa để mình cái đo khoảng cách cái quãng đường đi như thế nào cho phù hợp. Bác nào mà không thích nhà xây thương mại liền kề mấy căn với nhau thì có thể để ý ngôi nhà này xây độc lập, duy nhất một căn 5 tầng 3 phòng ngủ thiết kế hiện đại. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể. Với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngôi nhà vừa mới hoàn thiện xong, còn chưa sơn xong cũng như là còn cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa thì mới xong được mọi người ạ. Quan trọng sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được và ngay sau khi mà quý vị mua thì có thể xử lý ngay cho quý vị trong khoảng tầm 2 đến 3 ngày là ngôi nhà này có thể dọn đồ về ở được nhá. Với cái phần mặt tiền tương đối là rộng cho nên với thiết kế là ngoài phần cửa chính này thì ở đây thiết kế thêm một cửa sổ này. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách, thiết kế cho quý vị đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết theo đúng như hiện trạng này. Nhà xây mới tinh hoàn toàn mọi người nha, nó chỉ là còn hơi bừa bộn cũng như là hơi bẩn một chút thôi. Về phần dọn dẹp thì rất là nhanh. Đây là cái phần tủ bếp của ngôi nhà. Với phần diện tích nó nhỏ cho nên tủ bếp thiết kế tương đối là hợp lý, tủ gỗ L và thiết kế chất liệu MDF chống cong vênh. Mặt bếp thì ốp đá granite và đây. Với cái phần không gian phòng bếp cũng được chủ nhà thiết kế ở đây cho mình một chiếc cửa sổ rất là thoáng. Vì ngôi nhà này mặt tiền của nó rộng, thoáng cho nên là chủ nhà thiết kế tối ưu cái công năng sử dụng. Quan trọng là vị trí đi lại, quan trọng là phù hợp với quý vị nào không thích nhà xây liền kề, thích nhà độc lập riêng rẽ một mình một căn. Cũng như căn nhà này thì cái ưu điểm rất là lớn đó là gần với đường ô tô, gần với bãi gửi xe ô tô ngày đêm thoải mái, gần với bến xe Nghĩa đi lại thuận tiện. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh cho quý vị sử dụng ở phần tầng 1, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, máy bơm, nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị cửa gỗ kính ở đây. Đây là phần cửa chính quý vị nhé. Tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đã giới thiệu với quý vị một ngôi nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế như nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng. Đây là phần cửa sổ ở phần hành lang nha mọi người. Hành lang đi vào trong phòng ngủ rất là rộng. Và phần phòng ngủ cũng vậy. Một tầng thiết kế một phòng. Đây có ban công này, lại có cửa sổ nữa này. Phần phòng ngủ thì được chủ nhà ở đây thiết kế toàn bộ là sàn gỗ. Trong phòng ngủ thì thiết kế trần thạch cao, thoáng, sáng, ánh sáng tự nhiên, hướng nhà đông nam để tương đối mát. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Quan trọng là vị trí bất động sản, quan trọng là cái nhu cầu sử dụng của mỗi một hộ gia đình còn như thế nào thì em quay review cho quý vị chuẩn chỉnh. Quý vị đến xem nhà là y như vậy. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2. Đây, đầy đủ bồn cầu, lavabo, hệ thống sen, tắm, vắt khăn. Trong phòng vệ sinh thì được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần rất là sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo em lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 thưa quý vị. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 giống nhau. Vậy thì cái công năng sử dụng của ngôi nhà này là 3 phòng ngủ rất là rộng. Vị trí đi lại thuận tiện. Bác nào mà đi làm theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh thì buổi sáng dậy đi xe ra bến xe Nghĩa gửi xe ở đó và quý vị đi làm sáng đi chiều về rất là ok. Đó.
Quan trọng là nhà tốt cam kết với quý vị 100% giá bán từ chủ đầu tư, pháp lý, chuẩn chỉnh, rõ ràng. Có tất cả những nhà mà em quay review cho quý vị 100% là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và hỗ trợ thì thường thường là hỗ trợ tại thời điểm này, những cái lãi suất ưu đãi nhất, thấp nhất và thời gian vay lâu nhất. Trong tất cả các phòng ngủ thì đều được chủ thiết kế cửa sổ thông thoáng này, đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho mọi người. Phòng vệ sinh thì thiết kế ở bên ngoài, tầng 3 đây, tương tự như tầng 2. Công năng sử dụng của mỗi một tầng giống nhau. Đó. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và hiện tại nhà tôi đang đứng ở trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Trên phía tầng 5 thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên phía tầng 5 cũng có cửa sổ. Mọi người ạ, đây là phần khu vực để máy giặt. Này, thiết kế riêng một khu vực để máy giặt. Đây là phần phòng thờ. Chủ nhà cũng lắp đặt riêng cho quý vị một ô phòng thờ nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Tương đối, công năng sử dụng 30m. Nếu như quý vị nào đang có những cái diện tích ngôi nhà 30m mà chưa biết thiết kế sao cho hợp lý thì có thể tham khảo những cái video của bên nhà tốt nhé. Còn đây là phần sân phơi. Đứng từ vị trí ngôi nhà này, nhìn thấy được tuyến đường sắt trên cao, nhìn thấy bến xe Nghĩa nằm trong khu dân cư đông đúc, không gần đình chùa miếu mạo cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề phong thủy. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà để đi xem nhà thực tế cũng như là được tư vấn thì liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 0143 0888 0414444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.